Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để test một dòng Boss CJ3 Hồng Kông. Đấy. Và mình làm video này để test luôn cho anh Lông Văn Tâm ở Lạng Sơn. Anh đặt một cặp Boss CJ3 Hồng Kông đập hộp ạ, hàng nhập ạ. Trước mặt cầu hình các bác, đây là một đây là cấu hình bát của nó và kia là tép của nó nha các bác. Đấy, hai con tép, một bát hai tép và tép của nó sẽ là xương màu xanh ạ. Và cấu hình thùng của nó rất là đẹp các bác, nước xi và nước đề can người ta dán rất là dày. Rất là đẹp ạ, nhìn như vân gỗ thật. Đấy, sau đây Tùng Nguyễn xin đi sâu và giới thiệu lại sản phẩm của mình. Đây ạ. Màng của nó sẽ là màng màu xanh. Đấy, rất đẹp ạ, nón đen. Đây các bác nhìn tép này ạ, tép màu xanh nhá. Rất là đẹp. Còn đây ạ, đây là anh Nông Văn Tâm đấy ạ. Em đã viết phiếu để gửi hàng cho bác trong chiều nay. Và các bác nhìn nền gỗ đấy ạ, rất là đẹp. Vân gỗ nhìn rất đẹp nhá các bác. Đấy. Các bạn nhìn kỹ vân gỗ ạ. Boss CJ3 Hồng Kông nha các bác, chứ không phải là boss của Việt Nam ạ. Boss của Việt Nam là màng màu đen, xương tép của nó sẽ là màu đen ạ. Và đây sẽ là cấu hình mặt sau của chiếc boss này. Boss 301 CJ3 Hồng Kông nha các bác. Tem của nhà sản xuất đấy ạ. Hàng rất chuẩn ạ. Các bác nhìn kỹ cho em nước sơn. Người ta sơn rất là đẹp. Và con này là đập hộp nha các bác. Đấy. Thùng xốp của nó đây người ta đóng rất là quy cách ạ. Ni lông của nó cũng nhìn rất là đẹp ạ, ni lông rất là dày. Vì hàng này là nhập từ Trung Quốc về nên người ta phải đóng gói rất là cẩn thận. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng nha các bác. Đấy. Hàng của công ty ạ. Sau đây Tùng Nguyễn xin test nhạc để cho các bác kiểm nghiệm chất âm con này. Con này rất là chất âm rất tuyệt vời khi các bác làm nhạc lời trong karaoke gia đình. Các bác đợi em một chút để em mở nhạc cho các bác nghe. Mình sẽ mở nhạc vàng, các bác nghe kỹ tiếng Trung và tiếng tép, tiếng lời của dòng Boss CJ3 Hồng Kông này. Tiếng nhạc rất là ấm ạ. Các bác để các cái lời chung của nó lên nhé, rất là tốt ạ. Boss CJ3 Hồng Kông này đập rất là hay ạ, tiếng nhạc rất ấm khi các bác chơi karaoke ạ.
Cấu hình bề ngoài của thùng và lưới rất đẹp ạ. Các bác cảm nhận dòng CJ3 Hồng Kông này thế nào ạ? Đánh tiếng rất là hay ạ. Đấy. Các bác phải nghe trực tiếp thì mới cảm nhận được nó hay như thế nào. Đấy, đây em thâu qua điện thoại nên chất âm nó chỉ được độ tầm 70% thôi nha các bác. Đấy. Đôi boss CJ3 Hồng Kông này có giá là 3,3 triệu. Tùng Nguyễn bao ship cho các bác toàn quốc nha các bác. Đấy. Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Các bác nào có nhu cầu về Boss CJ3 Hồng Kông thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141 để Tùng Nguyễn tư vấn trực tiếp các bác nhé. Đấy. Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các anh em.